Xin chào quý vị và các bạn, mình là Ngô Đức Trung đây. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh VĐĐ Lý Văn Tý TV. Hiện tại mình đang có mặt tại lễ hội thi thả chim bồ câu được tổ chức tại Nàng Hội Quan, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đấy, các bạn nhìn thấy khung cảnh rất đông các ông, các chú, các anh mang chim ra thi hội thả chim bồ câu ở đây. Xả bố lóc nhà rồi. Anh này chắc kéo cho ăn nào em bỏ. Anh có đàn nào không? Không, anh lần trước anh đợt này đi qua mặt trời mây được. Ôi ôi ôi. Các anh chú chim đang ngắm và xem những đàn chim được thả lên xem đạt yêu cầu. Mình như nào điên mình. Con mình trang tí và trang đèo. Đâu trang đèo con mà. Ông đi đâu? Chẳng biết là tí trang nếu về thì về cùng. Nói gì? Quay ra vùng xay, nó ăn ra vùng xay. Đi trăng nào. Vào việc chiều nay này. Được hay không? Chiều nay không tiếp tục. Kia nhập đàn. Của những người chơi chim đến tham gia hội thi thả chim. Rất đông những người chơi chim đến tham gia hội thi và tham gia thả chim. Có cả những phụ ông cao tuổi đến những thanh niên trẻ, tất cả đều là yêu thích chơi chim đến tham dự cuộc thi này. Đây là một chỗ chuẩn bị mang chim là bao nhiêu? Nhìn mặt ông ấy biết giá bằng tuổi ông hội chữ thập đỏ Bồ Câu là một trong hội mẫu rất là đặc sắc Bắc Ninh mà không nhiều nơi có được. Chúng ta chơi chim cũng rất là phải công phu. Chuẩn bị thả đồng chim như nào. Được chú năm